Thưa quý vị, tiếp tục thông tin cô giáo phát ngôn gây sốc tại trung tâm tiếng Anh MST đang được dư luận quan tâm đã được Chuyển động 24 giờ phản ánh. Câu hỏi đặt ra là vì sao trong một môi trường sư phạm lại xuất hiện những hành động và phát ngôn được cho là thiếu chuẩn mực đến như vậy? Liệu trung tâm này có được cấp phép hay không? Ngay trong sáng nay thì chúng tôi đã có câu trả lời chính thức từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về hoạt động của trung tâm tiếng Anh này. Đến thời điểm này thì các cái thông tin xác minh ban đầu thì đây là ba cái cơ sở đào tạo chưa được cấp phép của các cơ quan quản lý nhà nước, đó là Sở Giáo dục Đào tạo cấp phép về hoạt động đào tạo ngoại ngữ. Chính vì thế đây là ba cái cơ sở đào tạo có thể khẳng định là vi phạm các quy định hiện hành. Sau ngay hôm nay có kết quả kiểm tra cuối cùng thì trên cơ sở các cái quy định đó thì Sở Giáo dục Đào tạo sẽ xử lý theo các cái quy định của pháp luật.